Vì khá kín tiếng trong chuyện đời tư nên người hâm mộ rất hiếm khi được thấy sự xuất hiện của bé Mito, con trai Công Phượng và Viên Minh. Mới nhất, hình ảnh của cả gia đình nam cầu thủ đã được chia sẻ trên Facebook của một người bạn. Sau khi kết thúc mùa giải cùng câu lạc bộ Yokohama tại Nhật Bản, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có thời gian nghỉ dài ngày. Anh đã cùng vợ con trở lại Việt Nam. Trong thời gian này, Công Phượng tranh thủ ở cạnh gia đình và đi thăm bạn bè thân thiết. Anh sẽ trở lại Nhật Bản vào cuối tháng 12 để chuẩn bị mùa giải mới với Yokohama, khởi tranh vào cuối tháng 2 năm 2024. Mới đây, gia đình Công Phượng đã có cuộc gặp gỡ với gia đình đàn anh thân thiết từng thi đấu với Công Phượng ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là Võ Huy Toàn. Đáng chú ý, cuộc gặp gỡ của hai cầu thủ còn có cả sự xuất hiện các con của hai gia đình. Tại một quán cà phê nhỏ, cả hai gia đình đã thoải mái trò chuyện và cho hai cậu nhóc chơi với nhau. Con trai của Huy Toàn là bé Royce, áo sẫm màu. Còn nhóc tì nhà Công Phượng, Viên Minh là bé Mito, áo xanh dương. Hình ảnh hai cậu nhóc vui vẻ chơi với nhau được vợ chồng Võ Huy Toàn đăng tải lên trang cá nhân. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi hình ảnh của con trai Công Phượng được chia sẻ với người hâm mộ. Trước đó, gia đình nhỏ từng chia sẻ khoảnh khắc ba người trong một khung hình. Vì kín tiếng nên chàng cầu thủ được khán giả vô cùng săn đón mỗi lần xuất hiện, đặc biệt là cùng với vợ con. Dù bức ảnh khá mờ, được chụp từ phía xa nhưng có thể dễ dàng nhận ra Viên Minh diện chiếc váy hoa trang nhã, để tóc xõa, nở nụ cười cực tươi hướng về phía ống kính máy ảnh. Về phần Công Phượng, anh giản dị với quần short đen, áo phông. Trong khi cậu con trai tên Mito của cặp đôi liên tục nghịch ngợm, không chịu để cho bố bế. Cũng chính vì thế mà khi hình ảnh này được chia sẻ, cộng đồng mạng vẫn chưa được nhìn thấy rõ gương mặt của Mito. Công Phượng và Viên Minh chính thức về chung một nhà vào năm 2020 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi chào đón con đầu lòng là bé Mito vào tháng 8 năm 2021. Mito sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh và thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba và mẹ. Dù vậy, dân tình vẫn khen cậu nhóc có nhiều nét giống mẹ hơn. Từng là nạn nhân của truyền thông, của bạo lực mạng thuở mới vào nghề nên Công Phượng vốn là người ít chia sẻ ngày càng dần trở nên ái ngại hơn trong việc công khai những hình ảnh mang tính cá nhân, đặc biệt là liên quan đến con nhỏ. Những lần xuất hiện trước công chúng, Công Phượng đều cố che mặt bé để tránh ống kính từ tám phương tứ hướng. Từ sau khi kết hôn cùng bà xã, cuộc sống của Công Phượng có nhiều thay đổi đáng kể. Hiện tại chàng cầu thủ đã ổn định cuộc sống tại Nhật Bản cùng gia đình. Vợ Công Phượng, Tô Ngọc Viên Minh cũng đang xây dựng sự nghiệp ở Nhật Bản. Viên Minh, sinh năm 1993, con gái cựu giám đốc một ngân hàng nổi tiếng chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô cũng có thời gian dài du học tại Bỉ. Họ có 6 năm quen biết, tìm hiểu trước khi tính đến chuyện về chung một nhà. Viên Minh xinh đẹp, giỏi giang khi tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ, khoa quản trị kinh doanh trường đại học RMIT. Cô nàng cũng là người đứng sau cổ vũ khi Công Phượng sang Bỉ thi đấu. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, đám hỏi của Công Phượng và Viên Minh đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì người trong cuộc kiên quyết giữ im lặng đến phút cuối nên hình ảnh về họ không nhiều. Công Phượng hiện là cầu thủ Việt Nam khoác áo nhiều câu lạc bộ nước ngoài nhất gồm Mito Hollyhock và Yokohama ở Nhật Bản, Incheon United của Hàn Quốc và Shinchuden 5V của Bỉ. Xếp sau là Lương Xuân Trường với Incheon United và Gangwon FC, Hàn Quốc, Buriram United, Thái Lan và Đặng Văn Lâm với Hoàng Anh Gia Lai Atapur, Lào, Muangthong United, Thái Lan, Cerezo Osaka, Nhật Bản.